Mọi người nhá, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế chân thấp nhá, trang điểm xoay chân thấp hoặc là các bạn có thể ngồi học được. Mẫu này là mẫu các bạn có thể xoay được 360 độ nhá, và nâng lên hạ xuống từ 30 đến 50 cm nhá. Chủ yếu là mình cái này mình có dòng bánh xe nhá, nhưng với các bạn không thích bánh xe thì các bạn có thể linh động sang dòng này nhá các bạn. Dòng chân đĩa xoay được và cũng nâng lên hạ xuống được nhá. Đây, các màu mình sẵn có này. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi. Nên các bạn cứ yên tâm nhé. Hàng mình ship hàng toàn quốc này. Các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi nhận này. Thôi, mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì thì inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.